gái này không biết đá bóng. Thế nhưng cô gái ấy đã gieo tình yêu bóng đá cho hơn 4.000 em nhỏ. Mình là Trúc Phương, người bạn của những em nhỏ dân tộc thiểu số đam mê bóng đá. Nằm giữa đại ngàn Tây Nguyên, thôn 9 xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông là nơi bà con dân tộc Mạ sinh sống. Cuộc sống còn nhiều khó khăn. Năm 2017 thì mình có dịp đến Đắk Nông lần đầu tiên tổ chức những cái chương trình từ thiện, ví dụ như là tặng quà hoặc là xây cầu, xây trường. Vô tình thì thấy một nhóm bạn nhỏ chơi bóng đá ở một cái sân đất trên chân trần mà chân các bạn chảy rướm máu luôn, nhưng mà trên gương mặt các bạn luôn thể hiện cái niềm vui, sự háo hức khi mà được chơi bóng đá. Sau 3 năm hoạt động, dự án Gieo Ước Mơ Bóng Đá đã trang bị cơ sở vật chất cho nhiều sân bóng. Cùng với đó là những lớp bóng đá miễn phí tại năm tỉnh. Con tên Cà Biển, con dân tộc Mạ và con đã học được bóng đá được 1 năm rưỡi ạ. Ước mơ của con sau này thành một cầu thủ chuyên nghiệp ạ. Một cái môn thể thao lành mạnh sẽ giúp cho các bạn vừa phát triển được thể chất và tránh xa những cái tệ nạn xã hội hoặc là những cái hủ tục lạc hậu của người đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những trái bóng bé nhỏ này, Trúc Phương hy vọng rằng sẽ có những ước mơ vượt qua khỏi dãy núi, vươn tới những chân trời rực rỡ.